Yumi Yumi, phiên bản xe máy điện thông minh nhất, nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối độc quyền bởi Decabyte. Quà tặng lớn cho 500 xe đầu tiên. Giao xe dự kiến ngày 20 tháng 1 năm 2018. Kiểu dáng khí động học với cảm hứng thiết kế mang tính xúc cảm, các nét bo tròn đặc trưng, tinh tế gợi cảm. Động cơ công suất 1.200W với 5 bình ắc quy 60V 20mA. Đèn pha LED với công nghệ kết đôi hiện đại, tinh tế. Vận hành trong đêm càng thêm an toàn. Cụm đèn xi nhan trước siêu thấp lấy cảm hứng thiết kế từ sải cánh máy bay. Đèn hậu công nghệ LED, đường nét đẹp tuyệt hảo. Dải ánh sáng LED kết hợp hiển thị đồng thời với cụm xi nhan sau. Màn hình control LED hiển thị điện tử. Công nghệ LED giảm chói khi vận hành ban đêm, hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật và tình trạng vận hành của xe. Đuôi xe với chất liệu nhôm hợp kim đẹp hoàn hảo, đảm bảo cả mỹ quan tinh tế và kết cấu chắc khỏe của xe. Dacia Iadea Yumi trang bị bộ não siêu thông minh, hệ thống cảm biến tự động kích hoạt mở khóa khi chủ nhân lại gần xe phạm vi 1m, tự động khóa xe khi chủ nhân cách xa xe 2m. Nút khởi động Start Stop 1 chạm, hệ thống cảm biến mở khóa thông minh Smart Key, khởi động không cần cắm chìa, 1 chạm để khởi động và vận hành. Chức năng số P Parking lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe máy điện. Sau khi động cơ đã khởi động, ấn nút P xe mới vận hành, giúp giảm tối đa các lỗi bay văng, trù ga do sơ suất hoặc do trẻ em ngồi phía trước vô tình vặn tay ga. Kiểu dáng thiết kế có kết cấu đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ năng động. Dáng xe siêu yêu thích hợp cho các bạn nữ trẻ trung, toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế. Xe được tính toán thiết kế với độ cao yên phù hợp cho bạn trẻ Việt Nam, độ rộng sàn để chân lớn giúp vận hành thuận tiện, êm ái, chắc chắn, an toàn. Phanh đĩa trước và vành lốp đặc 3.5-10, vận hành an toàn tuyệt đối. Xe trang bị cổng kết nối USB, sạc điện thoại ngay cả khi đang di chuyển. 4 màu mới siêu yêu, trắng, hồng sen, đỏ đun, ghi xám và cửu lông, giá bán từ 16,9 triệu đồng, trả góp dễ dàng, trả trước chỉ từ 4 triệu đồng. Decabyte, đối tác chiến lược của các tập đoàn xe điện hàng đầu, Iadea, Aima, Yan.